Rồi, bánh chúng ta nướng xong rồi nè các bạn ha. Thì đây là cách làm món bánh mì nhân xúc xích. Nếu mà nhà mình có con nhỏ thì mình có thể làm những ổ bánh mì như thế này cho tụi nó ăn sáng ha các bạn ha, trước khi mà đi học. Hoặc là các bạn có thể làm món này vào những dành cho những bữa ăn xế ha. Mình làm bằng chảo ha các bạn ha, chảo chống dính. Nhà ai thì cũng có một cái chảo chống dính hết, nên là các bạn có thể là dùng cái chảo đó mà mình làm bánh mì luôn, rất là ngon. Nè, ổ bánh mì nướng xong nè, thơm phức à. Cái bên ngoài thì nó sẽ hơi giòn một chút và bên trong thì nó mềm. Mình sẽ xé ổ bánh mì ra cho các bạn coi nè. Ngon ghê chưa các bạn. Bên trong thì còn có nhân phô mai nữa ha các bạn ha. Hấp dẫn ghê chưa. Đó thì nếu mà các bạn nhà các bạn có con nít là mình tin rằng nó sẽ chắc chắn nó sẽ thích món này. Bánh mì nhân xúc xích mà còn có thêm cái phô mai nữa. Nếu như mà các bạn thích làm món bánh mì nhân xúc xích này á, thì hôm nay hãy vào bếp với Cựu Khích. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn công thức và cách làm món bánh mì này tại nhà các bạn nhé. Rồi vậy mà bây giờ để làm món bánh mì nhân xúc xích á, thì các bạn cần những nguyên liệu như thế nào? Mình sẽ cần bột mì. Bột mì thì mình lựa là bột mì số 13 ha các bạn ha. Bột mì nè, Rick nè, bánh mì nè, số 13. Còn nếu mà không có bột mì số 13 thì các bạn có thể lựa bột mì số 8 cũng được, số 8 hoặc số 11 cũng được. Xúc xích ha, mình cần khoảng 4-5 cây xúc xích gì đó. Thì mỗi một cái cây xúc xích như thế này là một ổ bánh mì. Rồi mè, mè trắng, một chút xíu mè trắng. Sữa tươi nè, vani, men, men khô nè. Rồi bột phô mai. Nếu như mà nhà mình mà mấy đứa mà nó thích ăn phô mai á, thì mình dùng thêm bột phô mai. Còn không có thì mình dùng xúc xích thôi ha các bạn ha. Một chút xíu bột phô mai này nó cũng giúp cho ổ bánh mì mình nó thơm ngon hơn. Rồi bơ nè, đường, muối ha. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cái khâu là vỏ bánh trước. Ngoài ra thì nguyên liệu mình cần thêm một cái quả trứng gà ha các bạn ha. Nè, một quả thôi. Rồi bây giờ các bạn cho bột mì vào trong cái chén này ha. Nè các bạn cho đầy chén cho mình nha. Rồi ok ha, mình dùng một chén bột mì này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là đường, muối và men nha. Muối thì các bạn cho mình là 1/2 thìa cà phê muối. Rồi đường thì mình cho là 2 thìa cà phê đường. Rồi men thì mình cho là 1 muỗng men. Hoặc là các bạn có thể dùng 2 thìa cà phê men nha. Cái muỗng này thì nó tương đương với 2 thìa cà phê. Rồi các bạn cho vào đây là một ống vani luôn nè. Trộn đều lên ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là một quả trứng gà. Rồi sữa tươi. Sữa tươi thì các bạn cho mình là một muỗng canh đầy sữa tươi. Rồi ok ha, các bạn sẽ trộn cái phần bột này lên nha các bạn. Và nhồi bột thì các bạn có thể là nhồi bằng máy cũng được và nhồi bằng tay cũng được ha. Nếu mà nhà mình có máy mà mình lười thì mình nhồi bằng máy cho nhanh. Còn không có máy thì các bạn có thể nhồi bằng tay như thế này cũng được. Rồi cái bột sau khi mình nhồi á, các bạn thấy nó không có dính tay nữa nè. Thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh bơ ha các bạn ha. Ha, một muỗng canh bơ này để cho cái bánh mình nó ăn nó thơm hơn. Khi mà các bạn cho bơ vào thì nó sẽ hơi khó nhồi một chút xíu ha. Nhưng mà mình nhồi một hồi đi thì cái bánh của mình nó sẽ mịn trở lại. Nó dai nó mịn trở lại nha. Rồi ha, sau khi mà các bạn nhồi cái khối bột của mình á, nó mịn là như thế này nè, mà nó không dính tay nữa, thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc nó lại rồi mình ủ nó. Nếu mà nhà các bạn không có màng bọc thực phẩm thì các bạn dùng cái khăn ẩm ha. Mình ủ bột để tránh cho bột nó khô. Thời gian ủ là khoảng 45 phút ha các bạn ha. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ đem đi ủ cái phần tô bột này, cái thau bột này. Rồi ha, đây là cái khối bột mà mình đã ủ và mình đã ủ 45 phút rồi các bạn. Nè, nó nở ra nè, các bạn thấy không? Gấp đôi luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ nhồi lại để cho nó bay bớt những cái bọt khí bên trong cái bánh này. Các bạn thấy không? Lấy ra cái thớt này. Ha, mình nhồi lại ha, cho nó bay bớt đi cái bọt khí bên trong cái ổ bánh. Túm lại như thế này. Ngon không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ chia cái cục bột này ra ha. Mình chia nó ra nó làm khoảng 5 cục. Đây mình lăn tròn nó lại, mình chia nó ra. Rồi cái cục bột chúng ta bây giờ mình chia làm 5 phần ha các bạn ha. Đây các bạn túm tròn nó lại. Túm tròn lại xong mình cho vào thau rồi mình lấy cái khăn ẩm á mình đậy lên.
Thì như vậy thì cái bánh mình nó sẽ không có bị khô ha các bạn ha. Các bạn đừng để bên ngoài nha, để bên ngoài bánh nó khô ăn nó không ngon đâu ha. Cho vào thau như thế này ha. Sau khi mà các bạn cho vào thau rồi á, thì mình sẽ dùng cái khăn ẩm ha các bạn ha. Các bạn đậy lên đó, thì như thế này nó sẽ giúp cho cái bánh mình nó mềm mại, ăn nó ngon, nó không bị quá khô nha các bạn. Rồi bây giờ với cái bánh này mình sẽ dùng cái cây cán bột mình cán ra nha. Nếu như bạn nào muốn ăn cái bánh nó dày thì mình cán nó nhẹ tay, còn nếu mà bạn nào muốn ăn cái bánh nó mỏng thì mình cán nó mạnh tay ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy một cây xúc xích đó, các bạn đo thử. Thì hồi nãy mình có lấy tờ giấy mình đo rồi, ví dụ như mình lấy tờ giấy như thế này, rồi các bạn để miếng xúc xích vào mình cuộn lại để mình đo là cái chiều, cái để mình đo là cái khổ xúc xích đó các bạn ha. Đó thì cái bề ngang nó là bao nhiêu để mình biết mình ức dần cái khối bột của mình đó. Các bạn coi là như thế này là ok nè, đúng không? Nó vừa đủ như thế này, thì chút nữa mình cuốn cái bánh lại thì nó sẽ bao quanh cái xúc xích ha. Đó, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái miếng xúc xích này ra ha. Mình cho miếng xúc xích vào đây. Rồi các bạn sẽ rắc lên đây một ít cái phần bột phô mai nè, rắc lên ha các bạn ha, để cho cái bánh mình ăn nó có nhân phô mai á, chút phô mai nó thơm. Tại vì con nít thì thường mình thấy nó thích phô mai này, phô mai với lại vị sô cô la, vị vani đồ đó các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn cuốn cái cây xúc xích này lại, rất là đơn giản đúng không các bạn? Mình đã có được cái ổ bánh mì nhân xúc xích rồi. Thì đây là cái cách làm một cái bữa ăn sáng rất là ngon và đơn giản dành cho những gia đình bận rộn. Mình có thể làm ổ bánh mì xúc xích này cho con mình ha, trước khi mình nó đi học á. Các bạn có thể tự làm ở nhà được thì mình đừng nên mua bên ngoài các bạn ha. Ăn ở nhà thì nó ngon, lại nó hợp vệ sinh hơn. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vào trong một cái hộp. Mình ủ thêm khoảng 15 phút nữa nha các bạn. Đây ha, mình sẽ cho nó vào trong cái hộp như thế này. Mình ủ nó thêm khoảng 15 phút nữa ha. Và ủ bột thì các bạn lưu ý một điều cho mình là nhớ đậy lại nha các bạn. Đậy lại để cho bột nó được có khô ha. Rồi ha, mình tiếp tục mình làm với cái bánh thứ hai nè. Đó các bạn thấy không? Cái bánh mà mình bỏ trong cái khăn ẩm thì nó không có khô, nó còn mềm nè, ngon ghê chưa? Bây giờ mình sẽ cán nó ra. Ha, các bạn lấy cái tờ giấy các bạn đo thử coi. Rồi ok rồi đó. Mình cho cái xúc xích lên. Ha, cho xúc xích lên. Rồi rắc lên đây thêm một chút xíu bột phô mai. Cái này nếu mà các bạn chịu làm mình nghĩ rằng là con các bạn sẽ rất là thích luôn. Có xúc xích của phô mai này tụi nó khoái lắm. Rồi cuộn lại ha các bạn ha. Rồi mình đã xong một cái ổ bánh mì thứ hai, bánh mì xúc xích. Nó đơn giản không các bạn ha. Mình cũng cho vào trong cái hộp hồi nãy luôn. Đây nè ha, mình cũng cho vào trong cái hộp này luôn. Các bạn đừng có đặt cho nó sát quá nha, tại vì một chút nữa nó nở ra nên nó sẽ dính vào nhau, mình khó lấy ra ha. Mình đặt cho nó thưa thưa một chút như thế này ha. Ok ha. Rồi tiếp tục là mình làm tới cái ổ bánh mì thứ ba và thứ tư nha. Các bạn để ở mức lửa nhỏ nhất nha, tại vì các bạn để lửa lớn thì cái bánh mình nó chưa kịp chín rồi nó đã bị khét rồi. Mình cho mè ra dĩa như thế này ha. Đây là cái bánh đầu tiên mình cho vào nè, nó nở ra như thế này rồi. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ xịt nước vào trong cái chảo ha các bạn ha, để mình tạo ra cái hơi á các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái bánh vào. Đặt bánh vào ha. Rồi sau khi mà các bạn đặt bánh vào mình cũng xịt nước luôn, cho cái bánh mình nó không có khô ha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại. Các bạn chờ một phút ha, chờ một phút. Rồi một phút đã trôi qua rồi, bây giờ mình mở ra, mở nắp ra. Ha, các bạn cũng xịt nước vào trong cái miếng bánh này. Rồi mình sẽ trở cái mặt bánh ha các bạn ha, trở nghiêng qua. Thì cái miếng bánh này mình sẽ lật làm, mình chia làm bốn mặt. Nãy là mặt dưới này rồi đúng không? Mặt dưới này, bây giờ mình lật qua cái mặt là mặt bên hông nè. Ha, mình cũng xịt nước vào luôn. Rồi các bạn đậy nắp lại. Tiếp tục ha, mình chờ thêm một phút nữa. Đó cứ như vậy các bạn lật bốn mặt, các bạn nướng 4 phút ha. Mình cứ 4 lần xịt nước như thế này ha, thì bánh mình sẽ chín. Mình làm vậy để cho cái bánh mình nó không có bị khét các bạn, mà nó có cái màu vàng đẹp. Rồi ha, mình nướng được 1 phút rồi thì bây giờ mình cũng mở nắp ra nè. Các bạn lật cái miếng bánh ha, lật miếng bánh sang cái mặt bên hông. Rồi xịt nước vào, đậy nắp lại ha.
Rồi tiếp tục cho cái mạch cuối cùng nha. Cánh vàng này nhìn ngon ghê chưa các bạn. Cho cái mặt này dưới bên đây. Các bạn cũng xịt nước vào. Thì thời gian trung bình mình nướng một ổ bánh mì nó khoảng 5 phút thôi là mình nướng xong rồi. Nè xong ổ bánh mì rồi nè các bạn. Đó vàng ngon ghê chưa. Rất là dễ đúng không. Ok ha, mình sẽ tiếp tục là mình làm tiếp những cái ổ bánh còn lại. Đó, nó nở ra như thế này nè. Ha, mình lăn qua mè nè. Rồi bây giờ cho vào ha. Trước khi cho vào thì nhớ xịt nước nha. Xịt lên cái ổ bánh luôn. Rồi để nắp lại. Ha, cứ một phút ha, một phút thì các bạn xoay cái bánh một lần. Cứ như vậy ha, rồi mình xịt nước vào. Thì cái bánh mình không những là cái lớp bên ngoài nó giòn mà bên trong lại mềm, ăn rất là ngon. Đó, bánh sau khi nướng xong rồi nè các bạn, nhìn ngon ghê chưa? Mình vừa mới xé thử một cái nè. Hấp dẫn cực kỳ luôn đúng không? Đó ha, thì cách làm bánh mì xúc xích tại nhà rất là đơn giản, nhanh. Mình nghĩ rằng ai cũng có thể làm thành công được. Hy vọng các bạn sẽ thích món bánh mì nhân xúc xích này nha. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.